Dạ vâng, cửa hàng âm thanh bãi Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác, các quý khách, các anh em yêu nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc đang truy cập cũng như vẫn thường xuyên theo dõi kênh của em. Quý vị và các bác, các anh em thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, em vẫn test một đôi loa AR9 mà trong video chiều nay em đã test và giới thiệu rất kỹ lưỡng. Quý vị và các bác có thể tìm lại video đó để xem kỹ càng hơn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, đang nói đôi loa AR. Đôi loa AR9 xin đi vào nói qua qua giới thiệu về đôi loa này. Đôi loa này là mỗi một thân thùng loa, nó có tới hai cái loa bắt trầm, mỗi một thân thùng ấy nhé. Tổng thể một đôi, nó đang có 4 cái loa bát trầm. Chúng ta chỉ hình dung thôi. Đôi loa này sẽ cho một dải trầm không thể nào không hài lòng. Tiếng của nó cực kỳ sâu xa, mềm mượt các bác nhá, rất hay. Sở hữu 5 cô phơ trên một thân thùng gồm 2 bát 30, bát điện hết các bác nhá. Phía đằng trước là một loa trung trầm 20 và một loa trung cao và một loa tép ở phía trên. Đôi loa này có một chiều cao là 1m38 các bác nhé. 1m38 nó là chiều cao. Chiều sâu là 42, chiều rộng là 33,5. Đôi loa này nặng 62kg trên một thân thùng. Phân tần của nó cực kỳ gấu, riêng một cái phân tần nó chiếm tới khoảng mười mấy kg phân tần. Còn phân tần cổ, cái tụ đó toàn như là cái tụ rất là to, to như lon bia, tụ trắng, rất là tuyệt vời. Đây là một đôi loa có giá thành vừa phải, rất hợp lý. Nhưng để so sánh thì có nhiều những đôi loa Mỹ khác giá tầm khoảng 70-80 triệu chưa chắc đã vượt qua âm thanh đôi loa này các bác nhé. Để em nói thật, ngay cả những người như chúng em và nói về những đôi loa như là JBL rất nổi tiếng có giá tầm khoảng 70 đến 80 triệu. Nhưng khi cho vào nghe và phương án đấu lối các kiểu còn đà điểu đi chăng nữa thì đôi loa AR9 này nó sẽ ăn đứt những đôi loa tầm 70-80 triệu như những thương hiệu như JBL chẳng hạn. Vì đôi loa này trang bị cái cấu trúc của nó không thể chê vào đâu được, từ dải trầm cho đến dải cao, tách bạch từng dải, tuyệt vời, rất hay. Đôi loa này nghe được đa thể loại nhạc, đồng thời hát karaoke rất hay. Đôi loa này có giá là 45 triệu đồng, AR9. Giá ở trên thị trường hiện tại bây giờ đang có giá là tầm 52 triệu trở lên. Và đôi loa này là một đôi loa hàng cực kỳ hiếm có, không phải có tiền mà đã mua được. Đấy là nói thật, cửa hàng của em về được duy nhất một đôi. Trong đời loa AR9 và có đời cao hơn nó là đời AR9SN. Thì cái con loa AR9SN đó, cái model nó cao hơn, thế nhưng không thể so sánh được với đôi loa AR9 trơn này các bác nhé. Vì đời cao chưa chắc đã nhiều những đôi loa, các bác thấy là nhiều những đôi loa nó ra đời đời cao hơn nhưng mà lại ăn bớt vật liệu, rồi bớt cái lọ bớt cái kia. Cho nên là AR9SN tuy đời cao hơn đôi loa này nhưng mà không hay. Nghe không bằng đôi loa này được các bác nhé. Đó là, và giá ở trên thị trường thì hai cái biến thể này nó có giá xên xên nhau. Đây là tư vấn cho các anh em chơi audio một cách thực tế nhất và thật thà nhất. Đó là em nói để các bác, các anh em chúng ta lựa chọn về sản phẩm để chơi anh em nhé. Còn ngày hôm nay thì cửa hàng của em về được thêm vài món audio xin giới thiệu tiếp thị tới quý vị và anh em. Ở phía trên em đang để ở dưới sàn nhà, đó là một chiếc đầu Solidat 59ES. Dòng này chuyên giải mã các bác nhé, dòng này nó có thể nói là chuyên giải mã. Nó chạy băng đát và các chức năng của nó đang hoạt động rất là bình thường, không có lỗi là một cái gì. Dòng này thì nó sử dụng nguồn điện là nguồn điện Nhật, nội điện Nhật, điện 100V. Công suất đường ra của nó là 27W. Giải mã tương ứng thích hợp con giải mã đó là con chip 24 bit. Nó giải mã mạng rất hay, tiếng cực kỳ khỏe và trong sáng tách bạch. Nói chung là những dòng này các bác cần nên
phối ghép vào những bộ dàn audio của nhà các bác. Bởi vì chúng ta có muốn có một bộ âm thanh hay thì chúng ta thứ nhất là phải có một cái nguồn phát đó. Và chủ yếu là chiếc âm đi. Chiếc âm đi nó sẽ chiếm tới 70%. Xong rồi đến loa và thiết bị nguồn phát là 30%, chiếm tới 30%. Đó, nói rõ với quý vị và các anh em là như vậy. Trước đầu Sony DAT 59ES, nói chung là dòng này nó quen thuộc trong cửa hàng của nhà em. Hôm nay em về duy nhất được một con, và có lẽ là mấy năm nay em bán cái dòng Sony DAT này, năm đầu 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 Sony DAT từ biến thể như là 55 này, 57 này, 59 rồi, rồi các đời 690 rồi vân vân và vân vân, để bán đến nỗi không thể đếm được, và bán đến nỗi không thể kiểm kê được là mình bán được bao nhiêu hàng. Có lẽ là bán quá nhiều rồi, rất nhiều. Và dòng này nó chạy rất là lành, không mấy khi bị lỗi, nói rõ với anh em như vậy. Không, từ ngày bán giờ chưa có một bác khách nào dùng cái đầu này mà nói là bị lỗi cái nọ lỗi kia, mà thật sự mà nói là đúng là như vậy, không bao bị lỗi. Rất bền bỉ để cho anh em tiếng theo chúng ta chơi, công suất nó khỏe và giải mã rất là hay. Chiếc đầu Sony DAT 59ES này nó có giá là 5 triệu 200 ngàn đồng. Tất cả các sản phẩm em báo giá nó không bao gồm cước vận chuyển ở trong đó các bác nhé. Tất nhiên là mua chiếc đầu thì về đến nhà các bác chắc là nó cũng chỉ hết tầm độ 7 8 chục cho đến 100 là đắt lắm rồi. Và tiếp theo đó là một chiếc âm ni. Các bác đang nhìn thấy là hai chiếc âm ni giống nhau đúng không ạ? Ở phía xa xa trên trên kia, nó là cái dưới âm ni mà G-Saver của Bueller ấy. Thì nó là đời Đàn-Lông PMA 2004 Nam mã. Và hôm nay ở dưới này em về được tiếp theo một con nữa, đó là một con âm ni Đàn-Lông PMA 2000 ba la mã. Ba la mã và bốn la mã các bác nhé. Nói chung về cái cấu trúc nó chẳng khác gì nhau đúng không ạ? Cấu trúc nó khác chẳng khác gì nhau. Thế nhưng mà cái con bốn la mã thì đời nó là nó gấu hơn, cái trang bị về máy móc nó gấu hơn, vì đời nó là đời cao hơn, giá thành của nó cũng đắt hơn. Mà vừa dưới nữa, dưới cùng là một phương án ngon bổ rẻ, nó có cái hồi gỗ hơi xấu, máy bao zin cho anh em tuyệt đối hồi gỗ hơi xấu. Có một công suất cực kỳ khỏe, đánh 8 sò than xanh đen, 8 sò to nhé các bác nhé. 8 sò than xanh đen và 8 sò to. Công suất lên tới 320W sử dụng nguồn điện Nhật, đó là chiếc âm ni Yamaha ở phía cuối cùng. Bây giờ mời anh em chúng ta hãy cùng đi đến từng sản phẩm. Đó. Thứ nhất là chiếc đầu này. Đó, có hai hồi gỗ rất là đẹp, rất là bóng vào ạ, rất là keng và bóng, anh em thấy rất đẹp. Em đang làm clip, các bác gọi điện có lẽ là không nghe được rồi, mong quý vị và anh em thông cảm tí. Em làm clip xong thì sẽ lại điện lại cho quý vị và anh em. Đó, chiếc đầu này có giá là 5 triệu 2 nhá. Em bỏ ra đây, bỏ ra đây là sở dĩ là để cho các anh em chúng ta ngắm nghía về chiếc âm đi. Chiếc âm đi đàn lông. Nói chung là dòng này em tuyển chọn, nói thật với các bác là không thể chê vào đâu được. Nó đẹp chỉ thiếu cái hộp xốp mà thôi. Nó đẹp, thật sự mà nói đẹp chỉ thiếu cái hộp xốp. Máy của nó thì nó cũng chạy hai nguồn tăng phô giống như là con 4 la mã vậy. Và 4 la mã thì các bác có thể tìm lại ở trong hai clip trước, em đã mở cái củ mở cái nắp ra để cho các anh em chúng ta ngắm nghía về cái nội thất. Thì cái nội thất của cái em Đà Lâm 4 la mã này, 2000 4 la mã với lại 3 la mã thì thật sự là nó chẳng khác gì nhau. Nó chỉ là trang bị về các cái con tụ rồi là hàng nó kia, nó là nói chung là nó khổng hơn một chút thôi. Công suất thì như nhau các bác nhá. Nó còn bùa 4 la mã cũng sử dụng nguồn điện là nguồn điện 100 này. Công suất cũng 275W. Và cái em này 3 la mã em ấy cũng có công suất là 275W. Đấy. Thế nhưng mà trong các cái con tụ lập của nó thì nó lại hơn đời con 3 la mã một chút anh em nhé. Và giá thành thì chúng ta ai có điều kiện thì chúng ta dùng 4 la mã, còn đâu hàng vừa vừa trung bình dân thì anh em chúng ta hãy dùng tới con 3 la mã này. Nói chung là dòng này thì nó đánh thì không có ngán cái dòng loa nào hết các bác nhé. Anh em mua về có thể ghép với bất cứ dòng loa nào, đặc biệt như những dòng loa cây như AR cứng đầu. Đôi loa R9 em vừa giới thiệu nó có cái công suất là 380W một thân thùng loa đấy. Và tiếp theo là nó đặc biệt, nó giá trị vào những dòng loa như bây giờ kép loa cây rồi loa vân vân và vân vân. Nói chung là anh em có thể dùng bất cứ dòng loa nào, đặc biệt như JBL rồi Bose, rất là hay.
6-1 C3 mà gặp những em này thì đúng là kính cẩn nghiêng đầu khóc lức lở anh em nhé, rất hay. Anh em thấy nè, các bác thấy nè, mặt của nó đẹp keng luôn, anh em thấy không có một cái vết xước nào, anh em thấy không, nó không có một bất cứ một cái vết xước nào ở trên cái thân hình của cái chim đi, quá đẹp đấy, anh em thấy quá đẹp luôn, đẹp không chê vào đâu được luôn đấy. Rồi, và hai sản phẩm này thì đầu lông BMA 4 năm mã có giá này này, đây này, có con này này, con này nó có giá là 18 triệu đồng đó, giá 18 triệu đồng nhá. Và cái con ba la mã này, cái con ba la mã này thì nó có giá là 15.500.000 đồng anh em nhé, 15.500.000 đồng. Và con kia thì nó đắt hơn, tức là đắt hơn 2.500.000 đó anh em đấy, rất đẹp nha, rất ok luôn. Và tiếp theo là phương án ngon bổ rẻ đây quý vị và anh em, chúng ta đang được nhìn thấy cái hồi gỗ nó rất xấu, cái hồi gỗ này nó rất đơn giản thôi, anh em có thể cầm tháo cái ốc của nó ra, xong rồi cầm hai cái miếng gỗ này ra, cái bác thợ mộc bác ấy cắt cho hai cái miếng gỗ y như thế này về, là khoan một cái lỗ và anh em chúng ta bắt vít vào, thế là ok, nó lại có cái miếng gỗ đẹp. Còn hàng em về em xấu thì em bán cho các bác là xấu, giá xấu. Thì chiếc âm đi này có giá là 3 triệu đồng anh em nhé, giá 3 triệu đồng, đánh được rất nhiều dòng loa, công suất khỏe, chạy 8 sò xanh đen, 8 sò than xanh đen, sò to, công suất là 320W. Chiếc âm đi Yamaha nó có tên là AVX2000DSP, model của nó là như vậy. Âm đi Yamaha AVX2000DSP. Rất là tuyệt vời. Cái chỗ này này, đó là cái anh em chỗ là chúng ta có thể gạt xuống và chỉnh ở đây, bát tép rồi cân loa. Đó. Rất là hay, rất là ok đúng không ạ? Rất tuyệt vời đấy ạ. Và giá của cái chiếc âm đi này ấy, nó là nó có một cái mức giá là 3 triệu đồng anh em nhé, giá 3 triệu đồng cho chiếc âm đi này. Chiếc âm đi này rất là nặng, cực kỳ nặng luôn, nặng đúng như cối đá lỗ luôn các anh ạ, nặng lắm. Rồi, đã giới thiệu về cho đã giới thiệu cho các bác về mấy sản phẩm ở dưới này, và tiếp thị tới quý vị và anh em chúng ta một chiếc âm đi hàng rất vừa tiền, bao rẻ nhất hoàn cầu này. Đó là một chiếc âm đi Sansui AUD707XDCAT, dòng hồi gỗ chỉ vàng. Chiếc âm đi này cực kỳ nổi tiếng, đánh được rất nhiều dòng loa, các bác có thể ghép với bất cứ dòng loa nào mà anh em muốn. Nó chạy là 8 sò than xăng kem các bác nhé, 8 sò than xăng kem, và công suất là 320W, đúng rồi, 320W. Đó, đánh cầu A, cầu B và A cộng B. Đó, rất tuyệt vời. Sử dụng nguồn điện 100, nói chung là dòng này không lạ lắm gì đối với người Việt Nam ta, và cũng không lạ lắm gì đối với người sành chơi audio. Các bác nhá. Giá của chiếc âm ni Sansui AUD707XDCAT này, dòng hồi gỗ chỉ vàng này, nó có một cái mức giá là 9.8 triệu. Giá này em đảm bảo với các bác, các anh em chúng ta không thể đi đâu mua được, chỉ có cửa hàng của Tiến Audio, cửa hàng của em mới có một cái giá là có cái giá này để cung cấp cho anh em chúng ta chơi mà thôi. Thật sự mà nói, em bán hàng chủ yếu là về cái câu em nói, tức là các bác đã nghe quen thuộc rồi, tức là câu nhẹ khau mau tát. Và cái câu nhẹ khau mau tát này em nhận được rất nhiều lời bình luận và tin nhắn, các bác hỏi em, một số các bác hỏi em là Tiến ơi, nhẹ khau mau tát nó là như thế nào? Rèn nhẹ khau mau tát nó là như thế nào? Thì bây giờ là nói đến câu nhẹ khau mau tát, thì cái câu nhẹ khau mau tát này nó chỉ có người ở quê, người ở quê người ta cấy lúa đấy, người ta cấy lúa, người ta trồng rau, người ta mới hiểu được câu nhẹ khau mau tát. Còn cả một số các bác ở thành phố lớn lên đã không biết cái công việc cuộc sống cày cấy là gì, cho nên các bác không hiểu được là đúng thôi. Em nghĩ đó là đúng, câu hỏi đúng. Nhẹ khau mau tát thì tát nước để mình trồng rau, mình trồng lúa, đúng không ạ? Ngày xưa thì tát nước, bây giờ thời đại văn minh có máy bơm. Nhẹ khau mau tát tức là chúng ta múc ít nước nhưng mà chúng ta tát nó mau lẹ đây. Anh nói thế anh em chúng ta hiểu là như vậy, nôm na như vậy. Còn đâu là nhẹ khau mau tát ở đây em ví với câu là bán hàng em ăn nãy ít, nên nhưng mà em bán là mong muốn làm sao nhanh. Đó đấy, rõ anh em như thế nhá.
Ví dụ người ta bán sản phẩm, có thể một sản phẩm người ta lãi vài triệu đồng, nhưng mà em bán một sản phẩm chỉ được lãi khoảng 5-700, rồi 2-300, rồi có nhiều sản phẩm bán lỗ nó cũng có. Anh ạ, rất nhiều sản phẩm bán lỗ. Cho nên là cái việc buôn bán mà lỗ lãi nó là một cái chuyện rất là thường tình, nó thường gặp cả các bác làm ăn hay là chúng em làm ăn trong công việc của chúng ta. Thì ở đâu cũng vậy thôi, cũng có cái lúc thì bán có sản phẩm cái bán là lãi, cũng có sản phẩm bán là lỗ đó, là nói rõ là anh em như vậy đó nhá. Lan man câu chuyện với anh em là như vậy nhá. Còn đâu là trong phương án ngày hôm nay, đôi loa AR9 có giá 45 triệu đồng. Em đang phối ghép đôi loa này với lại một chiếc âm ly, đó là chiếc âm ly Đà Lông PMA 45 mã giá 18 triệu đồng, và đây là đôi loa có giá 45 triệu đồng. Và trong phương án chiều ngày hôm nay thì em đã phối ghép đôi loa AR9 này với lại chiếc âm ly Piller khủng long. Âm ly Piller khủng long FX1250, chiếc âm ly này có một cái mức giá là 34 triệu 500 ngàn đồng anh em nhé. Công suất 650W đánh 8 xò sắt. Nó đánh 8 xò sắt các bác nhé. Mà máy thì em đã có clip mở ra cho anh em xem, chúng ta ngắm đẹp không tì vết luôn, đẹp quá đẹp, thật sự nói đẹp không chơi vào đâu được, máy bao zin tuyệt đối, ai tìm được mối hàn nào biếu luôn, không lấy tiền. Nói rõ anh em như vậy, hàng của em bán nguyên lý và nói rõ ràng để cho anh em chúng ta biết để mà mua, nói rõ anh em thế nha. Giá là 34 triệu 500 ngàn đồng, và giá của chiếc âm ly này trên thị trường đang có một cái mức giá ai ai bán cũng vậy là 39 đến 40, 39 đến 40 triệu đồng chiếc âm ly này nhá. Em bán, em cung cấp cho các bác bán là 34 triệu 500 ngàn đồng. Đấy, một sản phẩm, một chiếc âm ly có cùng một thương hiệu, cùng một bo đen, mà em bán cho quý vị và các bác với cái giá là bao zin bao đẹp cho anh em, mà giá các anh em so sánh là rẻ được mấy triệu nữa. À, anh em tư vấn và những clip em nên cân nhắc cho các bác, để các bác anh em chúng ta biết cách mà mua hàng và tìm những cái địa chỉ tin cậy để anh em chúng ta mua. Rồi ngay bây giờ mời anh em hãy cùng thảo mâm nguồn phát là một chiếc đầu đờ lông DCD 425 có giá 2 triệu 200. Cầu đi oai, đánh đi oai của chiếc âm ly Đà Lông. Các bác đang nhìn thấy bốn sợi dây, hai cầu dây đang nối vào nhau. Đây là đôi loa có chức năng đánh cầu đi oai, và em đang khai thác chức năng này. Chức năng này cực kỳ hay.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các anh em. Hẹn gặp lại quý vị và anh em trong chương trình Tiếng Âm Thanh cho những lần kế tiếp. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.